tốt các chị đó. Lên màu lắm. Rồi cái lá anh ha, ha mà lá bản bản thì chị nhìn tiếc luôn ghê mà. Cái gì đó. Nói chung là có người ta, người ta đâu có chỉ đâu, người ta còn ấy còn anh không có đâu. Ví dụ mình buôn bán mình làm được cái gì mình chỉ bà con hết. Thiệt. Nói chung là bởi vì mình, ai cũng vậy, mình cũng vậy. Ví dụ anh cũng vậy, anh lại mua cái nhánh giống tre hay là cái gì gì mình trồng, tất nhiên mình cũng muốn hiệu quả mình mua chứ không mua gì mình trồng không hiệu quả em mua là cái gì, phải không? Cái gì đó. Nói chung bà con mà ai cũng vậy, mà ai cũng muốn cái mình làm là có cái hiệu quả để mình còn giới thiệu cho bà con ở gần nữa, phải không? Cái gì đó. Ừ, nên anh trồng cái này trồng thử mà nó dẫn ra măng một nghịch được á, mình làm được ra đó chân. Ồ cái này lá bự nó bắn lá được luôn nè anh ba em ạ. À, đến đầu vì cái ở kế bên nhà nó có một nhà nào toàn ở Phong Điền nè, Phong Điền gần đó, mình khúc qua còn thiếu một phút là học qua lúc trước chồng chiếc của ba anh mở cái bờ nãy đó. Rồi, em có dẫn quên không có cái, à người ta điện cái chia phút luôn đó, cái đầu hết đó vậy đó. Cái đầu anh nói thiệt, đầu tiên quay cái clip của chú hai cô là chú hai cái chồng kia nó không nậu với chồng bán ăn người bán thiệt luôn á, không chịu đéo lời mày cãi đâu. Mày cũng quay vài lần anh thấy kia sức con phái quá rồi chồng chị em mới 10 tháng mấy nè, 10 tháng rưỡi à. Thế đại cỏ là có lú măng chưa? Cái này chỗ này, cái này chưa là, nó giờ đang chuẩn bị lú nè. Đây này, cái này nó ra này lú nè, anh thấy rễ nó ra nè. Nó đẩn nó đồ ẩm nó chở ba con gà nè, ba con gà nó hôm nay nó u măng lên nè. Về mỗi một hai mục nó lên, nó lên hai mục. Cây này mà nó mọc lên hai mục nhìn thấy ham lắm, nhìn gốc tre này mới có một cây mẹ mà nó mọc hai mục. Cái cây này đó, thôi mình đi về đẳng nha. Ba lá đó là lẫy lẫy là bán được hết trơn luôn, ngon lành luôn. Này bỏ mình tiếp đi, bây giờ nó lên cây này là cái kia này. Rồi đối với cái này nó lên măng nữa. Cái gốc lúc nào mình cũng thấy nó khó, có đồ ẩm gì vậy. Thì nó êm bị gì thường thường, ví dụ cái tre mà tre thường của mình á là tới tháng 10 nó mới có măng. Tháng 6, tháng 7 mới có theo cái tre, thí dụ như thường mình đó. Đó, cho nên mình mới để cái chỗ là thí dụ cái tre mà mình để tháng nắng, mình để cái khô gan thì mình tứ vô cái sồ vô, nó vẫn khô gan thì nói chung cái măng nó rất là ít. Đó, rồi mình mới lấy cỏ mình đậy. Một là đậy cỏ, trong em thì sướng là em có gom á. Dùng gom em đậy đi thôi. Gom đậy nó đâu có khô cỏ đâu. Còn anh không có là đậy lục bình nữa nè. Ngày mới đậy lục bình, anh sẽ quay cái clip là lục bình. Và sẽ quay cái clip chia sẻ cho bà con mình cách mà chiết thì có rồi, chiết trồng. Cách trầm thì có trầm. Rồi cái này miếng để nè. Nó lú là gì đó. Còn hai như cây này thì bây giờ hiện tại giờ vài bữa làm chiếc rồi nè. Hai ba bữa là có thể lú măng. Cây này giờ có thể đang chuẩn bị lên tới này đã là nó muốn lú măng nữa. Thấy không? Rễ nó ra gì đã mà nó lú nè. Đó. U mắt là nó lú đó. Nó ra. Từ đó là ra tới rồi. Ở này nè, nhảy ra tới đây. Ừ, cái nghe nhỏ nó lú lên cái cây. Em hỏi anh xuống cái thấy không khủng luôn, cái lá dữ lắm luôn, anh bẻ anh bán nó hổm rồi đó. Ủa, hổm bẻ bán mấy trăm ký rồi đó. Đâu để nhiều gì đâu. Để nhiều quá nó cũng mà lâu hơn thì lại bán. Đó, chè con này chiếc nhánh này để bán cho bà con nè. Thôi vô nhà. Ôi đi mời nhà uống nước. Đi ra. Đi dung dung đi thôi. Đẩy bỏ vô lên cứ ăn ra hoài thôi chứ đâu có cái gì đâu có. Cứ đơn giản như vậy. Chế gốc tứ phần lạnh rồi thôi giờ nó. Nó lên cây măng nhỏ thấy không? Nó lên cây nè, bắt đầu lên cây thứ hai là thấy bự bự đó. Rồi lên cây thứ ba là nó muốn hành cái tre, nó máu mình bóp cũng có trình thấy không? Để chứ những gì cái đầu cái đặt cái vũ này là cái bầu cây phải không? Cái mình trước khi mình lột ra mình cũng lột như tụi từng những cái sức cái ghế ha. Đó cái em để xịn như vậy cho em để cái đó cái gì để cho nữa cái xịn nữa con nó bầu mình thấy không. Đó cái đầu đất khô đắp vô cái đầu lấy chiếu tre cạnh đây buộc lại. Rồi ví dụ như em có lá dừa hay có dừa em đậy chùm tháng nắng á nó còn hay hơn nữa. Đó cái động tứ rồi cái nhà cắt ngày tứ khi chưa nhà